Xin mời mở quyển kinh ra Khoa hội trang 45 Kinh văn hàng thứ 5. Chúng ta đọc kinh văn qua một lần để đối chiếu. Hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Đoạn kinh văn này là nói về nơi ở, cũng là thuộc về y báo. Đọc xong đoạn kinh văn này, đây là Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu về tình hình đời sống của chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mấy ngày hôm nay tôi cũng có tiếp kiến một số đồng học, đa số đều từ Trung Quốc, từ nước ngoài đến. Đôi bên sâu sắc cảm thấy nghiệp tập rất nặng, cuộc sống vô cùng vất vả. Bất luận là trong việc tu đạo hay là sự nghiệp thế gian, chướng duyên đều rất nhiều. Đây là nguyên nhân gì? Buổi sáng hôm nay chúng tôi đã giảng tại Tịnh Tông học hội. Khoảng một giờ đồng hồ, thời gian tuy là không nhiều, nhưng những gì đã nói đều rất là quan trọng. Trọng điểm trong một giờ đồng hồ này cũng chỉ là khuyến khích đồng học chúng ta cần phải có trí huệ, phải biết mà chuyển biến, cũng như trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Chữ Như Lai mà ở chỗ này đã nói không nhất định là Phật quả cứu cánh. Trên kinh Bát Nhã thường mà nói Phật là từ trên tướng mà nói. Nói Như Lai là đều từ trên tánh mà nói. Chúng ta hiểu được cái ý này, tức đồng Như Lai chính là đồng với người minh tâm kiến tánh. Người minh tâm kiến tánh thì đều có thể xưng là Như Lai. Chúng ta cũng biết được ở trong kinh Hoa Nghiêm, từ Viên Giáo Sơ Trụ trở lên đều có thể gọi là Như Lai. Cái tiêu chuẩn như vậy thì cũng không cao lắm. Tuy rằng không cao, kiến tư phiền não thì phải đoạn, trần sa phiền não phải đoạn, ít nhất cũng phải phá một phẩm vô minh. Hay nói cách khác, không những siêu vượt sáu cõi mà còn siêu vượt mười pháp giới. Các ngài có thể chuyển được cảnh giới, không còn bị cảnh giới chuyển nữa. Những lời này thì người mới học Phật sẽ không dễ hiểu.
Hay nói một cách khác, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Phàm là người có thể chuyển biến, họ sẽ không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chính là không bị chuyển bởi hoàn cảnh, họ có thể chuyển hoàn cảnh. Cũng chính là nói, họ sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh, chứ không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thì người này đồng giới Như Lai. Chúng ta học Phật thì phải học cái bản lĩnh này. Bắt đầu học từ chỗ nào vậy? Không thể từ bên ngoài vào. Từ bên ngoài vào thì bạn vĩnh viễn cũng sẽ không có thành tựu. Phải từ bên trong nội tâm của chính mình. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Bởi vì vũ trụ, cả cái hư không này đều là tâm biến hiện ra, tâm tạo ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm có hai câu kệ: ân oan pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Oai thần của hai câu này thì không thể nghĩ bàn, có thể phá địa ngục. Bạn nói xem, cái quy lực này lớn biết bao. Người nào niệm hai câu này thì có thể phá địa ngục. Chúng ta niệm có được không? Không được. Chúng ta niệm thì không phá được địa ngục. Có người khi niệm cái này thì được, thật sự có thể phá địa ngục. Là người nào? Là người đã nhập cảnh giới. Cái điểm này thì người học Phật không thể nào không biết. Thế nào thì gọi là nhập cảnh giới? Làm được. Nói được làm được thì họ thành tựu. Nói được mà làm không được thì không có tác dụng gì. Quyển kinh này mở ra, bạn hiểu được bao nhiêu? Bạn vì sao mà không hiểu? Lý do rất đơn giản, đó là bạn vẫn chưa làm được. Nếu quả nhiên làm được, ý nghĩa trong kinh này thì sẽ thông hiểu, thì thấu suốt. Một kinh thông thì tất cả kinh thông. Vì này không thể nghĩ bàn. Cho nên Thế Tôn mới nói là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Các vị học cái gọi là nhập môn, chúng tôi gọi là bộ kinh nhỏ, thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là Phật môn. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, thì cũng cùng một khoa mục này. Đều là từ cái chỗ này mà bắt đầu. Cũng đều là từ trên sự viên mãn của bộ kinh này. Nói một cách khác, chư Phật Bồ Tát từ thủy đến chung vẫn không rời thập thiện nghiệp đạo. Thủy là sơ phát tâm. Chúng ta ngày nay bắt đầu sơ phát tâm học Phật. Chung là đạt được quả vị Như Lai cứu cánh. Cái khoảng thời gian này là vô lượng kiếp, không có một ngày nào rời khỏi thập thiện nghiệp đạo. Không những nói là không có một ngày, nếu nói thật sự với bạn thì không có một niệm rời khỏi thập thiện nghiệp đạo. Cho nên chúng ta nhìn thấy việc tạo tượng vẽ hình Phật, việc đắp tượng, thì chưa thể hiện được việc biểu pháp này. Hình vẽ thì làm được. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều hình vẽ Phật. Trên đầu của Phật có một dần hào quang. Hình Phật ở phía dưới kia của chúng ta cũng có, có một dần hào quang. Nhưng mà trên dần hào quang có ba chữ mà họ đã không in lên. Trên hình Phật thì chúng ta có thể nhìn thấy ba chữ đó. Có khi viết bằng tiếng Phạn, có khi viết bằng tiếng Tây Tạng, cũng có khi viết bằng tiếng Trung Quốc. Nhưng đó không quan trọng.
nhưng âm thì hoàn toàn tương đồng, đó là Ứng A Hồng. Ba chữ này có ý nghĩa là gì? Chính là thiện hậu tam nghiệp mà trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Ứng là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp, chính là thập thiện nghiệp đạo. Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Thân thì thật sự làm được không sát sanh, ngay cả ý niệm muốn tổn thương đến chúng sanh cũng không có, thì bạn mới thật sự là làm được. Không trộm cắp thì quyết không hề có một tơ hào cái ý muốn chiếm tiện nghi của người khác. Có một niệm nào muốn chiếm tiện nghi của người khác thì đây là tâm trộm cắp, là tâm trộm cắp của bạn chưa đoạn. Không dâm dục, đây là thân nghiệp. Khẩu nghiệp là không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, không ý ngữ, không ác khẩu. Ý nghiệp là không tham, không sân, không si. Bạn phải làm được. Nếu quả nhiên bạn làm được, vậy thì Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đem đến trước mặt bạn mà lên tuyên giảng thì cũng không khác gì chư Phật đến giảng. Chúng ta ngày nay có giảng như thế nào thì cũng không giống. Nguyên nhân là gì? Là vì chưa làm được. Chưa làm được thì làm sao bạn có thể hiểu được? Thật sự bạn hiểu được thì sẽ làm được. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo như vậy, tất cả kinh, không kinh nào không như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đã có được Vô Lượng Thọ Tam Muội hay chưa? Có thể khế nhập được kinh giáo này hay chưa? Nhập vào kinh giáo này, vậy thì kinh này của bạn là sống. Vì sao vậy? Vì là cảnh giới của chính mình. Là cảnh giới của Di Đà, cảnh giới của người được giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta hiện tại tuy là thân vẫn chưa đến thế giới Cực Lạc, nhưng tâm thì đã khế nhập rồi. Tâm tâm tương ưng. Cho nên mới có thể thể hội được. Có thể thể hội được thì bạn đương nhiên liền có thể nói ra được. Cái thế gian này khổ, bạn hiện tại có thể thể hội được cái sự khổ thì việc này rất hiếm có. Như này không dễ dàng. Biết được cái thế gian này khổ, bạn đọc Giảng Sanh Kinh, chính là Kinh Luận Giảng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, cũng chính là năm kinh một luận mà ngày nay chúng ta nói. Năm kinh một luận nói gọn lại là Giảng Sanh Kinh. Tôi tin là các vị có thể thể hội được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả khổ mà ngày nay chúng ta cảm nhận được thì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tất cả đều không có. Muốn đến được ở nơi đó, thì trước mắt chúng ta phải làm gì? Phải nên đem thế giới này buông bỏ, không nên chấp trước thêm nữa. Khổ là từ đâu mà ra? Khổ là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không những khổ vui không còn, mà ngay cả sinh tử cũng không còn. Cho nên nhất định phải buông xuống. Sau khi buông bỏ,
thì một lòng một dạ, nương vào kinh luận, dựa vào A-di-đà Phật, nương nhờ 48 nguyện, quyết định cầu sanh tịnh độ. Trên kinh mà đã nói thì đều là hoàn cảnh, cuộc sống, tương lai của chúng ta. Đoạn phía sau này nói: hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa. Đây là nói nhà cửa nơi bạn ở. Bạn thích ở trên không thì liền hiện ở trên không, thích ở đất bằng thì nằm ở đất bằng. Chân thật là xứng tâm vừa ý, tùy niệm mà biến hóa. Đều là tự nhiên mà có, không có một mảy may tạo tác nào, cũng không có một chút hành vi nào. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong chú giải dẫn dụng năm loại kinh, chính là kinh Văn, kinh Vô Lượng Thọ trong năm loại bản dịch gốc. Các vị đều có thể xem thử, đều có thể lấy làm tham khảo, để chúng ta hiểu được chúng sanh cư trú ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bên đó, họ sống cuộc sống tự tại. Không có thứ gì mà không phải tùy niệm sanh ra. Cung điện lớn nhỏ tùy tâm mà hiện, cung điện nhiều hay ít cũng là tùy tâm mà hiện. Nhưng mà cái thế gian này lại có một hạng người. Lúc tôi giảng kinh tại Hồng Kông thì có một vị lão đồng học, cũng học không ít năm rồi. Có người hỏi ông có muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Ông nói không đi. Ông nói vì sao vậy? Người thế giới Tây Phương Cực Lạc nhiều quá, còn nhiều hơn Hồng Kông nữa. Thế giới mười phương đều muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì thì thế giới Tây Phương sẽ chật chội rồi, không còn chỗ trống nữa. Bởi vì ông sống ở Hồng Kông, nhìn thấy hoàn cảnh sống khó khăn ở Hồng Kông. Thế giới Tây Phương nhiều người như vậy thì nơi ở của mỗi người chắc chắn sẽ rất nhỏ hẹp. Đây là gì? Đây là tự mình dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước mà suy nghĩ. Ông không hiểu thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ, còn thế giới này mà chúng ta sống thì gọi là pháp tướng độ. Pháp tánh độ cùng pháp tướng độ có gì khác nhau không? Nói các vị biết, thật sự là không có khác nhau. Nhưng nếu nói giả thì có khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là bạn tự mình vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thể biến hóa, thì sẽ bị nghiệp lực làm chủ. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, nói lời thành thật, thì pháp tánh độ cũng có thể tùy ý mà biến hóa. Ở trong việc tùy ý biến hóa thì bạn phải biết pháp tánh không có lớn nhỏ, pháp tánh không có trước sau, pháp tánh không có xa gần, cho nên mới gọi là nhất chân pháp giới. Họ không hiểu cái đạo lý này.
không có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói một vi trần. Cái vi trần này ở trong giáo Đại Thừa thì nói là cực vi chi vi, không có cái gì nhỏ hơn nó được nữa. Cực vi chi vi cũng gọi là lân hư trần, nghĩa là không thể phân chia nó được nữa. Phân chia nữa thì nó sẽ không còn, nó làm hàng xóm với hư không. Ở đây là hình dung, nó không thể nhỏ hơn được nữa. Khoa học gia chúng ta ngày nay đã phát hiện ra nguyên tử, điện tử, lạp tử, thì có phải là vi trần mà Phật đã nói hay không? Cũng không chắc. Vì một hạt vi trần nhỏ như vậy mà ở trong vi trần có chứa thế giới, thế giới thì không có thu nhỏ, hạt vi trần cũng không có phình to. Trong mỗi một hạt vi trần đều có chứa thế giới. Có những thế giới nào vậy? Có vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật. Đại thế giới mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói nằm ở đâu vậy? Nằm ở trong vi trần. Trong mỗi một hạt vi trần đều có cái thế giới này. Thật không thể nghĩ bàn. Vì ai có thể đi vào trong đó? Bồ Tát Phổ Hiền có thể vào. Đây không phải như thông thường hay nói là hạt cải chứa núi tu di. Núi tu di chứa hạt cải, vậy thì khác xa một trời một vực rồi. Giới tử là hạt của cây cải. Hạt cây cải thì chúng ta đã thấy qua rồi, đại khái chỉ lớn bằng hạt mè mà thôi. Vậy mà nó có thể chứa núi tu di. Núi tu di thì rất lớn. Núi tu di không có thu nhỏ, hạt cải thì cũng không có phình to. Nhưng mà núi tu di lại thật sự có thể nằm trong hạt cải. Vì này chúng ta đã cảm thấy không thể nghĩ bàn rồi. Hiện tại Phật lại nói với chúng ta một chuyện càng không thể nghĩ bàn hơn nữa. Vì sao vậy? Vì nó thế giới ở trong hạt vi trần. Hạt vi trần còn nhỏ hơn hạt cải rất nhiều lần. Hạt cải thì mắt thường có thể nhìn thấy, vi trần thì mắt thường không thể nhìn thấy. Cách nói này của Phật thì rất khó hiểu, như là thần thoại vậy. Nhưng mà nhà khoa học hiện đại đã chứng minh những lời này của Phật, việc này thật hiếm có. Chúng tôi nghe xong thấy vô cùng quan nghĩ. Tại Úc Châu, cư sĩ Chung Mau Sâm là giáo sư trường đại học Queensland. Giáo sư xem thấy trên mạng Internet đăng tải những phát hiện mới của một số nhà nghiên cứu cơ quan NASA của Mỹ. Giáo sư đã lưu chép phần này lại rồi đem đưa cho tôi xem. Tổng cộng có 3 cái phát hiện. Phát hiện thứ nhất là thời gian cùng không gian không phải là thật. Đây là điều mà ngày trước các nhà khoa học đều cho rằng thời gian và không gian là không thể thay đổi. Hiện tại mới phát hiện ra thời gian và không gian không phải là thật. Họ nói trong một điều kiện nào đó thì thời gian cùng không gian là bằng không. Thời gian cùng không gian bằng không thì nó sẽ như thế nào? Không gian bằng không thì sẽ không có xa gần. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức quốc độ Phật ở đâu vậy? Thì ở ngay trước mắt, là không có khoảng cách mà. Ở khoảng cách là có không gian. Ở đây thì không có khoảng cách. Mười phương vô lượng vô biên chư Phật quốc độ tất cả đều ngay trước mắt.
thời gian đều bằng không, thì không có quá khứ, không có tương lai. Quá khứ vô lượng kiếp đều ở ngay trước mắt, tương lai vô lượng kiếp cũng ngay trước mắt. Nhà khoa học từ trên số học mà suy luận ra cái kết luận này, nhưng mà hiện tại thì không biết dùng phương pháp gì để có thể đem cái cảnh giới này hiện bày ra được. Họ nói là trong một điều kiện nào đó, trên thực tế cái điều kiện nào đó này đi tìm ở trong nhà Phật thì được rồi. Điều kiện là gì? Là thiền định. Đây là thật, không phải là giả. Tiểu thiền định thì tiểu thời không sẽ không còn. Thí dụ trên địa cầu này thì Trung Quốc cùng Mỹ không còn khoảng cách nữa. Bạn sẽ có thể nhìn thấy người Mỹ đang sinh hoạt ngay trước mắt mình. Thời gian ngắn thì đột phá, khoảng vài tháng, đại khái là 3 tháng đến 6 tháng. Những việc từ 3 đến 6 tháng trở lại đây thì họ đều có thể nhìn thấy được. Từ 3 đến 6 tháng sắp tới, những sự việc tương lai họ cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta gọi nó là thần thông, chỉ là tiểu thần thông. Năng lực của họ còn không vượt qua nổi một năm nữa mà. Còn công phu thiền định của Phật thì có thể biết vô lượng kiếp. Chúng ta có thể xem thấy ở trong các tiểu thuyết ghi chép của người xưa, có không ít người tu đạo, người học Phật, người học đạo. Ngày nay thì chúng ta gọi là đặc dị công năng, thật sự là có. Đây không phải là giả. Cách chúng ta mấy nghìn dặm, cách xa đến mấy nghìn dặm như vậy, ở bên đó xảy ra chiến tranh thì họ ở đây có thể xem thấy rất rõ ràng. Đó là không gian không còn nữa. Chúng ta hiểu được đó là dùng cái điều kiện gì. Còn phát hiện thứ hai là có. Có từ đâu mà ra? Cái vũ trụ này từ đâu mà ra? Vạn vật là từ đâu mà ra? Việc này cũng là các nhà khoa học suy luận ra từ trong số học. Có là từ trong không mà ra. Từ không sinh ra có, từ có sẽ quay về không. Cho nên không cùng có là một, không phải hai. Sự phát hiện này trong nhà Phật thì không có thấy gì lạ cả. Vì sao vậy? Chúng ta ngày ngày đọc tâm kinh, thì tâm kinh chính là nói cái sự việc này. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất gì không, không bất gì sắc. Không phải là nói cái sự việc này hay sao? Ngày ngày chúng ta đều đọc, họ thì mới phát hiện. Không cùng có đích thực là một, không phải hai. Chúng ta nói không thì không là nói tánh, tánh không. Nói có thì có là nói tướng. Tướng là từ đâu mà đến? Tướng là từ tánh biến hiện mà ra. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Vì này trên kinh Đại Thừa Phật thường hay nói, điều phát hiện thứ ba là sự duyên khởi của vũ trụ. Đây là cái duyên khởi của vũ trụ mà xưa nay trong ngoài nước biết bao nhà khoa học cùng tôn giáo đều đã nghiên cứu thảo luận. Cái khởi nguyên như thế nào? Ngày trước thì nói là thần thánh tạo ra, hiện nay thì không có ai tin nữa. Hiện tại con người thì tin nhà khoa học, nói đó là một vụ nổ lớn. Bởi vì thông qua kính viễn vọng thiên văn thì phát hiện ra vũ trụ đang không ngừng phình ra. Hiện giờ thì đang phình ra. Cho nên rất nhiều người tin rằng vũ trụ là từ một vụ nổ lớn.
Hiện nay có người hỏi, vụ nổ, những cái gì đã nổ? Là vụ nổ thì nhất định phải có thứ gì đó phát nổ chứ. Liền đi tìm cái điểm phát nổ của nó. Cái điểm này đã được họ tính toán ra. Tìm thì không tìm thấy được. Họ nói cái điểm này thì thật là rất nhỏ. Tôi nhớ lúc trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Nhỏ đến mức độ nào? Đem một cọng tóc ra, cắt đứt cọng tóc này ra. Cắt ra thì cọng tóc này có một cái bề mặt. Thí dụ như chúng ta đem sợi tóc phóng to đến chừng này, đem sợi tóc này cắt ngang, thì sẽ có một cái bề mặt. Bề mặt này thì sẽ có một đường kính. Trên đường kính này mà đem điểm khởi nguyên của vũ trụ xếp lên. Xếp được bao nhiêu điểm vậy? Là 1 triệu ức ức ức. Chính là trên đường kính của bề mặt sợi tóc có thể xếp được 1 triệu ức ức ức. Cái điểm khởi nguồn của vũ trụ. Đây là nói rõ với chúng ta cái sự việc gì? Cả cái vũ trụ đã thu gọn lại thành cái điểm này. Vậy thì việc này không phải là nhà Phật nói là vi trần sao? Ở trong vi trần có thế giới. Thế giới không lớn, vi trần không nhỏ. Không phải là nói cái sự việc này sao? Cho nên sau khi chúng tôi nghe xong, liền đem so sánh với Kinh Hoa Nghiêm. Ồ, nó rất thông. Sau đó tôi liền hỏi giáo sư Chung. Tôi hỏi vụ nổ xảy ra vào lúc nào? Giáo sư nói không ra được. Giáo sư không nói ra được nó nổ vào lúc nào. Tôi nói với giáo sư, tôi biết. Giáo sư không biết, chứ tôi thì biết. Tôi thật sự là biết, không phải giả. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Vậy vụ nổ xảy ra vào lúc nào? Chính là hiện tại phát nổ. Việc này giáo sư nghe vẫn chưa hiểu. Sau đó tôi liền lấy chiếc máy chiếu bóng, là máy dùng để chiếu phim ảnh, lấy cái thí dụ về việc đóng mở nắp kính cho giáo sư nghe, thì mới hiểu được. Cái vụ nổ đó thì cũng giống như việc máy chiếu phim này, ống kính vừa mở ra thì cũng như hình ảnh máy chiếu phim đem ra chiếu ra, cái âm bản chiếu lên màn hình thì cảnh tượng liền chiếu ra. Đóng lại ngay thì cũng lập tức biến mất. Vụ nổ này lần thứ hai, mở ống kính thì là vụ nổ lần thứ hai. Cho nên nó là tướng liên tục, nó không phải là thật. Tốc độ nhanh đến nỗi không có cách gì tưởng tượng ra được. Trên Kinh Nhân Dương thì nó là một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Vì này tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Tôi cũng nói với các vị, đây là Phật phương tiện nói, không phải thật sự nói. Tôi giảng đoạn kinh văn này, kinh văn chỉ có 2 câu, mà hình như tôi đã giảng hết 8 giờ đồng hồ. Là giảng giải cái sát na sanh diệt này. Vào lúc đó thì tôi còn chưa được xem cái báo cáo này của các nhà khoa học. Nếu bạn biết cái chân tướng sự thật này thì bạn mới hiểu được điều trên Kinh Kim Cang đã nói là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì bạn sẽ hiểu ra được. Trên Kinh Kim Cang thì nói là phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Trên Kinh Bát Nhã thì nói là nhất thiết pháp bất khả đắc, nhất thiết pháp tất cánh không, nhất thiết pháp vô sở hữu. Vậy thì bạn liền hoàn toàn hiểu được. Sau đó thì bạn sẽ thọ dụng tự tại. Tất cả pháp có thể hưởng thụ, có thể thọ dụng, có thể hưởng thức, nhưng quyết định là không thể chiếm hữu. Quyết không thể có một chút ý niệm khống chế. Bạn mà động cái ý niệm này thì bạn đã bị mê hoặc rồi, thì bạn đã tạo lục đạo luân hồi rồi. Bạn có khổ để chịu rồi. Bạn mà thật sự hiểu được cái chân tướng sự thật này thì bạn được đại tự tại. Ở trong tất cả pháp tuyệt đối sẽ không có một ý niệm nào khởi lên.
tôi chiếm hữu đó là không có cái ý niệm này. Ý niệm tự tư tự lợi liền không còn. Ý niệm gì cái ta cũng không có, vô ngã rồi. Cho nên nhược năng chuyển cảnh tức đồng Như Lai. Bạn nghĩ xem, cái cuộc sống như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Chân thật là cái hạnh phúc cứu cánh viên mãn là vào lúc nào vậy? Là liền ngay lập tức. Ai có thể đem cái ý niệm này chuyển trở lại thì người đó sẽ trải qua đời sống của Như Lai ngay trước mắt. Ở cái điểm này thì không thua kém gì với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối không thua kém thế giới Hoa Tạng. Trung Phong Thiền Sư ở trong Tam Thời Hệ Niệm đã nói được rất hay. Thế giới này là Tây Phương, Tây Phương chính là thế giới này. Khác biệt ở chỗ nào vậy? Khác biệt ở chỗ là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Cho nên buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ không có khác biệt gì. Vũ trụ này là một không phải hai. Ở trong vũ trụ thì không có lớn nhỏ. Không có lớn nhỏ thì đương nhiên bạn liền sẵn sàng giảng sanh rồi. Trong tâm vừa nghĩ đến lớn nhỏ liền nghĩ đến việc chật chội ở Hồng Kông. Thế giới Tây Phương Cực Lạc còn chật chội hơn Hồng Kông, vậy thì đi làm gì? Đó là sai lầm rồi. Cho nên cái chân tướng sự thật này không thể nào mà không rõ ràng được, không thể nào không hiểu. Chúng ta ngày nay vẫn còn chấp trước, vẫn còn chưa buông bỏ được. Nguyên nhân là gì? Là sự hiểu biết chưa đủ thấu triệt. Chân thật hiểu được rồi thì làm gì còn có việc người khác khuyên bạn buông bỏ? Tự nhiên liền không còn nữa, ngay cả ý niệm buông bỏ cũng không có. Cho nên Phật Pháp biết thì khó, làm thì dễ, không giả dối một chút nào. Đây là năm xưa Chương Gia Đại Sư đã nói với tôi, là sự việc của 52 năm về trước. Đại sư Ngài nói với tôi, Phật Pháp là biết thì khó, hành thì dễ. Thật sự là vì cái lý do này mà Thế Tôn đã thể hiện ở tại thế gian này. Vì chúng ta mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp hết 49 năm là biết khó, hành chuyển cảnh giới trong vòng một niệm. Một niệm giác thì thành Phật rồi. Làm gì mà cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp hoặc là vô lượng kiếp chứ? Đó là cách nói đối với người mà không thể chuyển đổi được cảnh giới. Thật sự mà chuyển được cảnh giới rồi, vậy thì làm gì có khoảng cách nữa chứ? Thời gian không gian đều không còn nữa. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta đọc kinh, thường thường đọc kinh, thường thường có cách nhìn như vậy. Đây chính là chữ nghi tình mà trong tông môn đã nói. Thường thường có cách nhìn như vậy thì sẽ có một ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ thì bạn đã nhập cảnh giới rồi. Cho nên tham thiền thì nghi tình thật không dễ gì mà đề khởi lên được. Đây là Hà Lão thường nói, người niệm Phật lòng tin không dễ dàng, tín nguyện không đề khởi được. Bạn nói lòng tin đó, bạn nói cái nguyện đó đều không phải là thật. Vì sao vậy? Những việc lộn xộn của thế gian này hiện tiền mà nói thì tín nguyện của bạn đều không còn nữa. Tín nguyện của bạn là giả. Hiện tại bạn ở nơi này nghe giảng kinh, nếu như có người đến thông báo với bạn nhà của bạn bị cháy rồi thì bạn còn muốn nghe kinh nữa không? Sẽ nhanh chóng chạy về mất. Tín nguyện liền không còn nữa.
thật sự mà có tính có nguyện thì ở nhà có đang bị cháy đi nữa thì cũng giống như là không có nghe thấy. Vậy thì mới thật sự là có tính có nguyện. Cho nên chịu không nổi thử thách đều là giả cả, đều không phải là thật. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở trong chú giải đã làm ra một sự tổng kết. Chư thọ dụng vật viên cụ vạn đức, ông đã viết một câu nói này tương đối hay. Tất cả những thứ bạn thọ dụng, bất luận dùng là cái gì, cũng đều là viên mãn đầy đủ vạn đức. Vô khiếm vô dư, cố viết vô bất cụ túc. Tất cả vạn vật mà chúng ta hiện nay đang thọ dụng có đầy đủ vạn đức hay không? Vẫn là đầy đủ. Quyết không thể nói là Phật Bồ Tát. Cái khăn mà các ngài dùng, cái ly mà các ngài dùng đều đầy đủ vạn đức. Còn chúng ta nơi này thì không có. Không có đạo lý này. Các ngài đầy đủ, các ngài biết. Chúng ta đầy đủ nhưng không biết. Chính là sự việc như vậy. Các ngài đầy đủ, các ngài biết. Các ngài có thể tùy theo tâm ý mà biến hóa. Chúng ta không biết gì thì cũng hết cách. Không biết thì đã hoàn toàn bị nghiệp lực khống chế, không thể tùy theo ý muốn. Thực sự hiểu được chân tướng sự thật sẽ không chịu nghiệp lực nữa. Nghiệp lực sẽ không còn, hóa giải rồi. Cho nên vạn sự vạn vật có thể tùy theo ý muốn. Chân thật được tự tại, đây là chúng ta không thể không biết. Lại xem tiếp một phẩm kế tiếp, Đức Phong Hoa Vũ đệ nhị thập. Phong cũng là viên mãn đầy đủ vạn đức, cho nên gọi là Đức Phong. Hoa vũ, diệu hoa từ trên không trung rơi xuống. Trên kinh thì thường thường nói là mưa hoa. Đây là sự trang nghiêm của không trung. Trên không trung có hoa, cũng như trên kinh Hoa Nghiêm nói tạp hoa trang nghiêm. Có gây chướng ngại gì không? Không có chướng ngại gì. Vừa rơi xuống mặt đất thì biến mất, tuyệt đối không có làm ô nhiễm mặt đất. Rơi xuống thì biến mất, ở trên không trung thì các vị nhìn thấy vô cùng tuyệt đẹp. Bởi vì nó không trở ngại gì. Những loại hoa này có màu sắc, có hương thơm. Nhưng không có bản chất cố định, có thể tùy theo ý muốn của chúng sanh. Bạn muốn xem loài hoa như thế nào thì nó sẽ biến thành loài hoa như thế đó. Muốn hoa biến thành hình dạng như thế đó thì nó sẽ biến thành ra cái hình dạng như vậy. Đẹp không tả nổi.
cho nên không thể nghĩ bàn. Xin xem kinh văn: Kỳ Phật quốc độ, mối ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, cặp chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm, diễn thuyết khổ, không vô thường, vô ngã, chư ba la mật. Chúng ta xem đoạn này. Việc này thật thù thắng. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Đây cũng là công đức trang nghiêm mà trên Kinh Di Đà đã nói. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái kỳ Phật quốc độ này chính là nói thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, mỗi ư thực thời. Chúng ta biết người thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ăn uống. Vậy thực thời ý nghĩa là gì? Chúng ta phải từ chỗ này mà tư duy, mà quan sát. Thói quen của người thế gian chúng ta, mỗi ngày chúng ta ăn ba bữa, nói một cách khác là có bữa sáng, bữa trưa cùng bữa chiều. Vậy chúng ta liền biết cách mỗi một khoảng thời gian thì trên không trung sẽ tự nhiên liền có mưa hoa. Ý nghĩa là nói cái sự việc này. Có thể thấy cái việc mưa hoa này, nó không phải là hoàn toàn liên tục, nó là cách quản. Cách một khoảng thời gian thì lại xuất hiện, nó có một khoảng thời gian dài, không có. Khi nào thì nó xuất hiện thì cũng là tùy theo ý muốn của mỗi người. Có thể tùy theo ý người thì gọi là đức. Vật chất có thể tùy theo ý người, có thể tùy theo ý của chính mình. Ở tại chỗ này, chúng ta liền nghĩ đến thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bụng Thắng. Ông dùng nước để làm thực nghiệm. Ý nghĩ của chúng ta mà tốt, tâm thiện ý thiện đối với nước, vậy thì sự kết tinh của mẫu nước này sẽ vô cùng đẹp đẽ. Ông ở trong những thí nghiệm này 8-9 năm, xem thấy sự kết tinh đẹp đẽ nhất là cái gì? Là chữ ái, chữ cảm ơn. Mỗi lần từ kết quả đều như nhau. Cho nên trong nhiều năm như vậy, ông đã làm ra một tổng kết. Ông nói cái hạt nhân của vũ trụ chính là ái, chính là cảm ơn. Hai cái ý niệm này, dù là ngôn ngữ khác nhau, dù văn tự khác nhau, cho dù là cách biểu đạt khác nhau, nhưng mà sự kết tinh của nước vẫn là đẹp như nhau, vẫn là đẹp hơn bất kỳ tín hiệu nào khác. Vì vậy ông cho rằng yêu thương cùng cảm ơn là chân lý ở giữa vũ trụ này, là vĩnh hằng bất biến. Những lời này chúng tôi nghe xong có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Nhà Phật thường nói
Từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Từ bi chính là yêu thương. Phương tiện chính là cảm ơn, là đức. Cho nên chúng tôi có thể tiếp nhận, lại xem đến các tôn giáo khác thì cũng là cách nói như vậy. Tôn giáo của phương Tây như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, thực tế mà nói thì ba tôn giáo này là cùng một nguồn gốc. Kinh điển mà ba tôn giáo này dùng chính là Tân Cựu Ước. Do Thái giáo họ thiên nặng về Cựu Ước, họ không thừa nhận Tân Ước. Thiên Chúa giáo thì Tân Cựu Ước xem trọng như nhau. Kitô giáo thì chỉ học Tân Ước mà không học Cựu Ước. Cho nên ba tôn giáo này là cùng một nguồn gốc. Căn bản của họ là gì? Thần ái thế nhân, Thượng Đế ái thế nhân. Quả thật là đã được chứng minh rồi. Cho nên chúng ta có thể tổng kết cái tinh thần của Kitô giáo. Kitô ý nghĩa là yêu thương. Những lời này là người phương Tây nói. Dần dần tương ưng với khoa học. Hiện tại người phương Tây nói Thượng Đế, họ không nói Thượng Đế là một người, họ cũng không nói Kitô là Giê-xu. Vì Kitô nghĩa là gì? Trong tâm của mỗi một người đều có Kitô. Rốt cuộc thế nào thì gọi là Kitô? Yêu thương chính là Kitô. Ở trong tâm tánh của mỗi một người chân thật có sự yêu thương. Ở trong Phật Pháp nói chính là từ bi. Đây là tánh đức. Ở trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ, không phải do bạn học mà có. Hiện tại bạn đã mê mất tự tánh, đã mê mất đi từ bi và lòng yêu thương, đã mê mất tự tánh. Nếu như giác ngộ tự tánh mà nói, cái tánh đức này sẽ hiện tiền. Đã là tự tánh, tất cả vạn vật chính là tướng phần mà tự tánh biến hiện ra. Cái tướng phần này làm gì có đạo lý không đầy đủ tánh đức chứ? Cho nên nước có yêu thương, chúng ta dùng yêu thương đối với nó thì nó sẽ phản hồi lại là yêu thương. Sự kết tinh sẽ vô cùng đẹp là yêu thương. Chúng ta không yêu thương nó, chán ghét nó, hận nó thì phản ứng của nó sẽ vô cùng khó coi, xấu xí. Đây chính là đức. Cho nên vạn sự vạn vật đều có tánh năng, đều có tánh đức. Cái tánh đức này cùng tánh năng là không sanh không diệt, không phải là làm ra, không phải là tạo tác, cũng không phải là hữu vi pháp. Hữu vi pháp là tạo tác, là có sanh có diệt. Tánh đức là bất sanh bất diệt. Tánh đức không phải là tạo tác. Chúng ta hiểu được trong tất cả các pháp đều viên mãn đầy đủ đức năng. Vì thì bạn hiểu được cái thân thể này của chúng ta, mỗi một tế bào
mỗi lỗ chân lông, mỗi đầu sợi lông đều có đủ tánh đức, tánh năng. Làm thế nào để đem cái đức năng này hiển lộ ra bên ngoài? Thuần tịnh thuần thiện thì sẽ hiển ra. Vì sao vậy? Tịnh thiện là cái công đức vốn có của tự tánh. Chúng ta có thể thường xuyên niệm, thường xuyên tư duy về điều này, thì toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một vi trần, tánh đức của bạn đều hiển lộ viên mãn. Thân của bạn cùng với thân của chư Phật Như Lai không có gì khác. Nên nhớ hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như tư tưởng chúng ta đi ngược lại với tánh đức, vậy thì việc phức to rồi. Đây gọi là tạo nghiệp. Bạn đã đem tánh đức phá hoại hoàn toàn, thì cũng như nước vậy. Bạn cho nó cái tín hiệu là không tốt. Tôi ghét bạn, tôi không thích bạn, thì phản ứng của chúng là rất xấu xí. Chính là cái đạo lý như vậy. Cho nên thật sự đem những cái đạo lý này làm được rõ ràng, làm được minh bạch, thì những gì người thế gian nói ta đều không tin. Bạn sẽ có thể ở nơi này học được cái đạo dưỡng sinh, cái đạo dưỡng sinh tối thượng thừa nhất. Hiện tại ở trong trường học thì nói là tâm lý học, thì đó là tâm lý học cao minh nhất, không có cái gì cao hơn được nữa. Vì vậy sau khi thật sự nhập vào Đại Thừa, bạn mới thật sự hiểu được học vấn ở thế gian này không đủ để được xem là đạo. Rất nhiều tổ sư đại đức thời xưa ở Trung Quốc, trước khi còn chưa học Phật, thì học vấn và sự tu dưỡng rất tốt. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp thì họ đã có sự cảm khái rất sâu sắc. Bách gia chư tử ở thế gian này mà so sánh cùng với Phật Pháp thì cách biệt quá xa, quá xa. Rồi họ đã xả bỏ chúng một cách tự nhiên. Từ đó về sau, một lòng một dạ mà học Phật, trong Phật Pháp đã chân thật đạt được sự thọ dụng. Sự phát triển của nhà khoa học kỹ thuật ngày nay đối với việc học Phật Pháp mà nói đã đem lại rất nhiều sự tiện lợi. Sự tiện lợi lớn nhất chính là kinh sách. Ngày trước thì kinh sách không dễ gì có được. Bạn muốn có được một bộ kinh sách thì bạn phải chép lại, không có việc in ấn, bạn phải chép tay. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, chi phí rất thấp. Ngày xưa muốn xem được một bộ Đại Tạng Kinh thì không dễ gì. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi là người An Huy. Tỉnh An Huy của chúng tôi nghe nói ở tỉnh này chỉ có một bộ rưỡi Đại Tạng Kinh. Thật không dễ dàng gì có được. Muốn có được một quyển kinh thì phải đến lầu cất chứa kinh sách ở chùa để mà chép lại. Tất cả kinh sách cất chứa trong lầu kinh sách không thể mang ra khỏi cửa, cũng giống như thư viện vậy, không thể nào mượn đem về được. Ở trong đó mà xem, ngồi ở trong đó mà chép, ngày ngày đến đó chép, thì bạn mới có thể có được một bộ kinh sách. Làm sao mà dễ dàng như hiện nay được? Gia đình nào cũng đều có thể cúng phụng một bộ Đại Tạng Kinh.
Việc này ngày xưa là việc không thể tưởng, không có ai dám tưởng tượng ra được. Đây là sự tiện lợi của ngày nay. Nhưng mà nó cũng có tác dụng mặt trái. Tác dụng mặt trái là gì? Là tăng trưởng phiền não. Sự tiến bộ của khoa học ngày nay, dù hoặc bạn, đã dẫn khởi ra tất cả những tham sân si mạng có ở trong a lại giác thức của bạn. Chiêu trò mới của khoa học rất nhiều, ngày ngày dạy bạn nghĩ tưởng lung tung, đến nỗi thân tâm bạn bất an. Cho nên kinh điển tuy rằng rất nhiều, nhưng bạn thì không có cách nào khế nhập. Tâm phải thanh tịnh thì mới có thể khế nhập kinh điển. Cho nên ngày xưa tự viện Am Đường đều xây dựng ở thâm sơn cùng cốc, không một bóng người. Thậm chí là chùa trên núi và làng ở dưới chân núi cũng không có qua lại. Rất là có đạo lý. Cư sĩ Hạ Liên Cư cũng thường nói, ngài nói ví như có một người, bất luận là học pháp môn nào, chỉ cần một môn thâm nhập, buông bỏ vạn duyên, 3 năm không nói chuyện, người đó nhất định sẽ khai ngộ. Cái thân này thật sự mà đạt được thanh tịnh thì có sự liên quan với bên ngoài rất lớn. Ngoại duyên ở hiện tại thật sự không tốt. 6 căn của bạn tiếp xúc đều là sự mê hoặc nghiêm trọng. Bạn có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này hay không? Người xưa cưỡng không nổi thì người hiện tại càng không cần phải nói. Cho nên chân thật tu hành, chân thật muốn khai ngộ, xem ra vẫn là phải dùng cách cũ rồi. Lên núi sâu tìm một chỗ nào mà không ai biết đến, đi đến nơi đó thâm sơn là để bế quan tịnh tu, đoạn tuyệt với hết thảy thế duyên. Có lẽ như vậy mới có thể thành tựu. Tôi tin ở Trung Quốc đại lục, trong các thâm sơn cùng cốc, thật sự là có cao nhân. Những người này không có bước ra ngoài, tuy rằng công phu tu hành thành tựu rồi, họ cũng không bước ra. Vì sao vậy? Bước ra ngoài thì có lợi ích gì? Nói với bạn, bạn cũng sẽ không tiếp nhận, bạn sẽ không chịu tin. Ở tại chỗ này chúng ta xem thấy, tự nhiên đức phong trừ khởi. Phong là hiện tượng tự nhiên, cũng có đầy đủ đức năng vốn có của tự tánh. Suy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm. Cái sự việc này là do A Di Đà Phật biến hóa mà ra. Đây là oai thần bổn nguyện của Phật đang khởi tác dụng. Nói pháp cho mọi người nghe. Xuất vi diệu âm, diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, thuyết là diễn thuyết. Thuyết cổ không vô thường chư ba la mật. Chính là trong câu nói này,
đã đem tất cả ba đời chư Phật ở thế giới mười phương, ở trong mười pháp giới hiện thân thuyết pháp độ chúng sanh, hết thảy đều bao gồm ở bên trong. Khổ không vô thường là tiểu thừa, chư ba la mật là đại thừa. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, từ lớp mầm non đến tiến sĩ, câu nói này không phải là có cái ý như vậy hay sao? Tất cả đều bao gồm ở trong. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã chú giải được khá là tường tận ở trong quyển chú giải, có thể đem làm tham khảo. Khổ không vô thường, vô ngã, đây là bốn tướng của khổ đế ở trong pháp tứ đế. Chúng tôi vừa mới giảng phẩm tứ thánh đế trong kinh Hoa Nghiêm. Tứ thánh đế có tạm thông biệt duyên. Tứ thánh đế bao hàm tất cả pháp. Kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm nói là vô lượng tứ đế, là cái mà Bồ Tát Đại Thừa học. Trong tứ đế, mỗi một pháp đều bao gồm hết thảy pháp. Phẩm kinh này là nói Như Lai thuyết pháp. Bạn xem, ngày vì sao không nói gì khác mà lại nói tứ đế? Hầu hết đều cho rằng tứ đế là tiểu thừa, không biết được tứ đế thông tất cả pháp. Tứ đế bao hàm tất cả pháp. Khổ không vô thường là từ trên quả mà nói. Đây là Thế Tôn chân thật trí huệ, thiện xảo phương tiện thuyết pháp đối với chúng sanh, mà nói từ trên quả thì họ dễ dàng hiểu, cảm nhận ngay hiện tiền, ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó lại nói nhân với bạn, cái khổ của bạn là từ đâu mà đến, vậy thì bạn mới có thể nghe vào được. Sau đó tiến thêm một bước nói với bạn, làm sao để có thể đem cái khổ này diệt trừ, lìa khổ được vui. Từng bước mà hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn phá mê, khai ngộ, hồi quy về tự tánh. Cho nên Phật Pháp đến mục tiêu cứu cánh, viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Đây là đến cứu cánh viên mãn, chân thật bất hư, hồi quy về tự tánh mà thôi. Chư Phật Như Lai
đã viên mãn quay về tự tánh. Pháp thân Bồ Tát tuy là quay về tự tánh, nhưng chưa viên mãn, chưa cứu cánh. Trên quả địa Như Lai thì cứu cánh viên mãn. Sau khi viên mãn, thì cũng không nghỉ ngơi, gọi là thừa nguyện tái lai, giúp đỡ pháp giới, hư không giới. Còn có rất nhiều những chúng sanh đang mê hoặc điên đảo, chưa chịu quay đầu, đi giúp đỡ họ. Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Cho nên vì tất cả chúng sanh làm ra các loại thị hiện, làm ra các loại diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm ra cho người khác xem. Diễn đặt ở phía trước. Diễn là làm được. Làm được rồi sau đó mới nói ra, người nghe sẽ tin tưởng. Bản thân bạn không có làm được, thì khi nói ra cũng thấy e ngại, cũng ngập ngừng ấp úng. Vì sao vậy? Bản thân còn chần chừ do dự, thì bạn làm sao có thể khiến người sinh lòng tin? Cho nên Phật đã dạy chúng ta, trước tiên phải học làm cho được, sau đó thì mới nói. Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy, chư tổ sư đại đức thì cũng như vậy. Chỉ có người hiện nay là không như vậy. Người hiện nay chỉ học cho biết mà không sẵn lòng làm cho được, đi hy vọng người khác làm được. Thì nguyên nhân của thất bại là ở chỗ này. Khổ không vô thường, ba cái danh từ này hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Sâu rộng vô tận, vô ngã. Thì ngã ý nghĩa là chủ tể, là ý nghĩa tự tại. Chúng sanh ở trong lục đạo vô ngã, chúng sanh ở trong mười pháp giới cũng vô ngã. Trong Pháp Đại Thừa, Phật thường hay nói, thường là ngã tịnh. Bốn cái này là đức, là tứ tịnh đức. Ở trong chân tâm tự tánh vốn có đầy đủ, đây là tánh đức. Ở trong tánh đức có thường là ngã tịnh. Bạn hãy xem, là chính là không khổ. Bạn giác ngộ rồi thì bạn sẽ có lạc, bạn mê rồi thì bạn sẽ có khổ. Khổ cùng lạc là một, không phải hai. Chỉ có giác cùng mê không đồng, sự việc nó là như vậy. Thường, ngược lại của thường là vô thường. Đã mê mất chân thường nên mới gọi là vô thường. Thường cùng vô thường là một, không phải hai. Ngã cùng vô ngã cũng là một, không phải hai.
Khi mê thì ngã sẽ không có. Chấp trước cái thân này, cho rằng thân là ta, đây là sự sai lầm lớn nhất. Đây là sự sai lầm căn bản nhất. Phật pháp tu học, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, điều đầu tiên phá thân kiến, nhập môn từ ngay chỗ này. Chân thật biết được cái thân này không phải là ta, khẳng định thân không phải là ta. Thân không phải ta, vậy thân này là gì? Thân là cái của ta. Việc này nhất định phải biết. Cái của ta chính là thứ mà ta sở hữu. Giống như quần áo, quần áo không phải là ta, quần áo chỉ là cái mà ta sở hữu. Thân này không phải là ta, thân chỉ là thuộc về cái ta sở hữu mà thôi. Vậy thì cái gì là ta? Hiện tại phương Tây có không ít người đang nghiên cứu. Nửa thế kỷ này, đối với luân hồi, chuyển thế, họ đích thực là đã bỏ ra rất nhiều công sức, đã dùng rất nhiều tinh lực chứng thực. Sau khi thân này chết đi thì linh vẫn tồn tại. Người Trung Quốc thì gọi đó là linh hồn. Hiện tại dịch thành tiếng nước ngoài thì cũng đã dịch nó thành linh hồn. Linh hồn là bất diệt. Khi con người chết đi thì linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Thân thì có sanh diệt, linh hồn thì không có sanh diệt. Vì vậy họ cho rằng linh chính là ta, thân không phải ta, linh là ta. Cách kiến giải này thì cao minh hơn so với người thông thường chúng ta một bậc. Cho nên những người này hiểu được chân tướng sự thật, mục tiêu cuộc đời của họ liền đã chuyển biến. Bạn xem, bạn không hiểu được cái chân tướng sự thật này, cứ cho rằng thân này là mình. Mục tiêu của cuộc đời là gì? Là tham muốn sự hưởng thụ của thân. Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, không cần nói gì khác, ăn uống, tham muốn việc ăn uống. Ăn uống là cái gì hưởng thụ? Là đầu lưỡi hưởng thụ. Cái lưỡi diện tích nó bao lớn? Người Trung Quốc thì nói là ba tấc. Phía dưới của ba tấc lưỡi thì không còn mùi vị gì nữa. Ngày ngày xem trọng sắc hương vị đều là vì ba tấc lưỡi. Vì ba tấc lưỡi mà tạo ra quá nhiều nghiệp tội, thật không đáng mà. Người ngoại quốc đối với việc ăn uống hay hơn người Trung Quốc. Trong văn hóa ẩm thực mà nói thì Trung Quốc là tiến bộ nhất. Nhưng mà tôi thì lại không thích. Bạn xem người Trung Quốc mỗi lần yến tiệc ăn cơm có đến mười mấy món. Những bữa tiệc bình thường đều có đến mười mấy món ăn. Còn người ngoại quốc tiệc tùng chính thức đều chỉ có ba món ăn. Thật là đơn giản, sạch sẽ. Ở điểm này tôi cho rằng người Trung Quốc nên đi học hỏi người ngoại quốc, không nên làm quá nhiều món. Bởi vì quá nhiều thì nhất định là sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn uống vẫn là càng đơn giản thì càng tốt cho sức khỏe. Người ngoại quốc thì xem trọng dinh dưỡng, người Trung Quốc thì xem trọng vị ngon, không xem trọng dinh dưỡng. Nhưng mà người Trung Quốc thời xưa thì rất xem trọng dinh dưỡng. Người Trung Quốc hiện tại thì không hiểu việc dinh dưỡng. Người Trung Quốc hiện tại chỉ chú trọng đến vị ngon, thật là hại người, cho nên mới sinh ra những chứng bệnh kỳ lạ, bệnh từ miệng vào.
những việc này đều là do coi thân thể này là ta. Nếu như hiểu được thân này không phải là ta, thì ta không cần phải bỏ ra nhiều thời gian đến như vậy, nhiều công sức, nhiều tinh lực đến như vậy để mà phục vụ cho thứ giả tạm này. Việc này là sai. Phải nên như thế nào? Phải nên đề cao linh tánh của chính mình. Đây mới là chính xác. Bồ Tát tu thành Phật như thế nào? Chúng ta đều chưa có nghĩ qua vấn đề này. Vì thế chúng ta tu hành không thành Phật được, không thành Bồ Tát được. Bồ Tát tu hành thành Phật không có gì khác ngoài việc đề cao linh tánh của mình lên. Người ngoại quốc thì gọi là linh tánh, trong Phật Pháp chúng ta thì gọi là tánh đức. Phật ở trên các kinh luận, ngàn kinh vạn luận đã lặp lại vô số lần, dạy bảo chúng ta xa rời phiền não tập khí, ngày ngày đoạn phiền não. Đoạn được một phẩm phiền não thì tánh đức của chúng ta được nâng lên một tầng. Mục đích của cuộc sống này không giống với những người thế gian. Mục đích cuộc sống của người thế gian hiện tại thì trong đầu luôn theo đuổi là tài sắc danh thực thùy, mong cầu đều là ngũ dục lục trần. Họ lấy cái này làm mục tiêu. Cái này thì sai rồi. Những thứ này cho dù bạn có đạt được đi nữa thì bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày. Chết rồi chẳng mang theo. Mọi thứ không thể mang, chỉ có nghiệp theo thân. Cho nên phải hiểu việc này là sai. Phật nói với chúng ta, thứ không mang theo được thì ta phải buông xả. Chúng ta phải tu những thứ có thể mang theo được. Mang theo được là nghiệp. Không nên mang ác nghiệp, mà phải mang thiện nghiệp. Đây là Phật đối với hầu hết những người mà chưa được hiểu rõ lắm về Phật Pháp. Hầu hết là chiếm đại đa số. Cho dù là học Phật, học Phật nhiều năm rồi mà vẫn là chấp trước danh văn lợi dưỡng, vẫn là chấp trước tự tư tự lợi. Phật mới có cách nói như vậy với những người này, chính là khuyên họ mang nghiệp thiện, không nên mang nghiệp ác. Bạn không ra khỏi sáu nẻo luân hồi thì cũng không đọa ba đường ác. Vì thì cuộc đời này của bạn xem như cũng không tệ lắm. Trong đời này được thân người, đời sau biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, vậy thì bạn đã sai rồi, sai lầm lớn rồi. Nhưng mà những người như vậy lại rất nhiều. Nếu như học Phật, công phu đắc lực, Phật sẽ khuyên bạn mang theo tịnh nghiệp, không nên mang theo nhiễm nghiệp. Nhiễm nghiệp nghĩa là gì? Sáu nẻo là nhiễm nghiệp. Hay nói cách khác, bạn hãy khiến cho chính mình ngay trong một đời này có thể siêu vượt sáu nẻo luân hồi, thì cuộc đời này của bạn không uổng phí. Siêu vượt sáu nẻo, vượt trên sáu nẻo là pháp giới bốn thánh. Thông thường chúng ta gọi là tiểu thừa, hoặc gọi là nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn duyên giác. Trong đây đã bao gồm cả quyền giáo Bồ Tát.
vừa có kiến tánh. Do đây mà biết học Phật mục đích chính là không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Đây mới là đúng. Nâng cao như thế nào? Muốn nâng cao thì tất phải biết buông bỏ. Bất thiện phải buông bỏ, nhiễm ô thì phải buông bỏ. Ở trong tất cả kinh luận Phật đã dạy chúng ta cần phải buông bỏ, thì phải chăm chỉ cố gắng buông bỏ. Vậy bảo chúng ta cần phải học tập, thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Không phải sống đến già, học đến già. Ở trong Phật Pháp là đời đời kiếp kiếp không ngừng học tập. Bồ Tát từ sơ phát tâm mà cho đến tu hành thành Phật thì thời gian thực sự là quá dài. Không phải một đời là được thành tựu, mà đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp, không ngừng nâng cao chính mình. Vậy thì đúng. Nhưng mà ở chỗ này vẫn còn một cái sự thật, một cái sự thật vô cùng phiền phức. Đó chính là sự lưu chuyển theo nghiệp. Bạn có thể gìn giữ được trong đời này, trong đời này bạn giác ngộ rồi, học cũng khá lắm, đều là đang làm những việc nâng cao chính mình. Nếu như bạn lại không thoát ra được sáu nẻo luân hồi, bạn vẫn bị tiếp tục luân hồi, mà luân hồi thì sẽ đọa lạc. Đến đời sau thì bạn có còn nhớ nữa hay không? Bạn có thể tiếp tục làm việc nữa hay không? Nếu vậy thì việc phức lớn rồi. Biết bao nhiêu người tu hành rất tốt, có lúc thật sự là rất tốt, nhiều đời nhiều kiếp đều tu hành nối tiếp, thật không dễ dàng. Đó là những người nào? Là người thật làm. Các vị đã xem qua Từ Bi Tam Muội Thủy Sám thì các vị sẽ thấy Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong một đời của ông, việc tu hành của ông rất tốt, được làm đến thầy của vua, là quốc sư. Đó không phải là tu hành trong một đời. Một đời quyết định là không làm được, mà đến 10 đời, 10 đời không gián đoạn, vì này thật quá giỏi. Bạn mới hiểu được ông thật sự dụng công, ông thật sự có quyết tâm, thật sự có nghị lực. Ông không hề bị dụ hoặc, có thể giữ gìn được suốt 10 đời, 10 kiếp. Suốt 10 đời đã không ngừng nâng cao chính mình, nâng lên đến địa vị quốc sư. Vì điểm này, chúng ta sau khi học xong đều nên tỉ mỉ mà quan sát, mà suy nghĩ. Sau đó bạn mới hiểu được một cái đạo lý: thế suốt thế gian Pháp tuyệt đối không phải là dịp một đời một kiếp, đều là sự tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp. Như Ngộ Đạt Quốc Sư thì thật chẳng dễ dàng. 10 đời không mất thân người, 10 đời đều là xuất gia, 10 đời đều tu hành, đều không ngừng nâng cao, rất là hiếm có. Đến khi làm được quốc sư rồi thì lại phạm sai lầm. Hoàng đế cúng dường một cái bảo tọa bằng trầm hương, chúng ta thường gọi là ghế thái sư. Trầm hương bảo tọa là được làm từ trầm hương. Trầm hương thì các vị đều biết, nó vô cùng nổi tiếng, quý hiếm. Chúng ta đốt một chút trầm hương. Trầm hương hiện tại bán là tính bằng lượng, tính thành tiền.
Nửa ký đại khái dùng tiền Singapore thì phải đến mấy chục ngàn đô la Singapore mới mua được nửa ký. Vậy thì cái bảo tọa trầm hương đó thật quá đắt đỏ. Sau khi ông tiếp nhận, liền sanh khởi cái tâm ngạo mạn. Nghiệp chướng hiện tiền, thuận cảnh chính là sợ cái này. Tự cho rằng mình rất giỏi, là thầy của hoàng đế. Người xuất gia trong thiên hạ không có ai có thể sánh bằng ông. Ăn trên ngồi trước, cái ý niệm này vừa mới động thì thần hộ pháp đã bỏ đi mất. Thần hộ pháp vừa bỏ đi thì con gia trái chủ liền bám vào thân. Bạn xem đáng sợ biết bao, bị một nhọt hình mặt người, chút nữa thì mất mạng. Nhờ có tôn giả Ca Nặc Ca đã cứu ông, thì bạn mới hiểu nhân quả thật đáng sợ. Biết được nhân quả đáng sợ thì bạn mới thật sự không dám tạo ác nghiệp, không những không dám hại người, mà động vật cũng không dám hại. Vì sao vậy? Vì oan oan tương báo. Tôi nghe nói tối hôm kia chúng tôi giảng kinh tại nơi đây, có một vị cư sĩ bị linh quỷ nhập vào thân. Đây là việc mà trong đạo tràng thường hay xảy ra. Đó đều là bản thân công phu chưa đắc lực, nên quan gia trái chủ nhập thân. Có một số linh quỷ nhập thân, họ cũng là đến để nghe kinh. Kỳ thực là họ không nhập vào thân thì cũng được, vẫn là người bị nhập vào thân đó. Trong quá khứ đã có những sự trở ngại đối với họ, nhìn thấy bạn thì họ ghét, liền gây phiền phức cho bạn. Cho nên những linh quỷ đó cũng là phàm phu, tham sân si mạn chưa đoạn. Nếu tham sân si mạn mà đoạn rồi, thực sự nghe kinh hiểu được rồi, thông suốt rồi, thì họ sẽ hộ trì đạo tràng, họ tuyệt đối sẽ không có những hành vi này xuất hiện. Những sự việc này chúng ta hiểu được. Có người hỏi tôi, gặp những việc này thì phải làm sao? Gặp những chuyện này thì phải khai thông cho họ, phải khai đạo cho họ, phải khuyên bảo họ. Thân người khó có được, Phật Pháp khó được nghe. Nếu đã gặp Phật Pháp rồi, phải nên tu học cho tốt. Hy vọng ngay trong một đời này có thể thoát ly được sáu cõi luân hồi, có thể giảng sanh tịnh độ. Quỷ đạo niệm Phật giảng sanh tịnh độ cũng tương đối nhiều, không phải không có. Pháp môn tịnh tông ở trong sáu cõi hết thảy đều có. Thực tại mà nói là đến cả địa ngục Phật cũng không bỏ. Bạn xem, việc phóng diệm khẩu cúng cô hồn trong hầu hết các chùa chiền. Diệm khẩu có nghĩa là gì? Thì cũng giống như chúng ta mỗi khi cuối năm đều tổ chức buổi tiệc đêm hội thân thiết như vậy. Đó chính là phóng diệm khẩu cúng cô hồn, là mời khách ăn cơm. Diệm khẩu là mời quỷ đến ăn cơm, là mời họ đến làm khách, mời họ đến ăn cơm, là giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Đây chính là một phương thức siêu độ. Đây là một buổi học. Có ăn uống, có thuyết pháp, cũng có tán tụng. Việc tán tụng này chính là âm nhạc.
Ngày nay chúng ta gọi là giải trí. Có giải trí lại có thuyết pháp, lại có cúng dường ăn uống, chính là những việc như vậy. Pháp hội thủy lục thì quy mô lớn, phóng diệm khẩu thì quy mô nhỏ. Đây là Phật dạy bảo chúng ta nên kết duyên với tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh phải hiểu được tướng nhiếp pháp, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, khuyên bảo họ giác ngộ, quay đầu cầu sanh tịnh độ. Đây là giới quỷ. Còn với người, vậy thì chúng ta làm buổi tiệc thân thiết, đây là đối với người, đều cùng một ý nghĩa. Cho nên cũng có mời khách ăn cơm, có thuyết pháp. Chúng ta mời các vị khách lên khán đài diễn giảng thì chính là thuyết pháp. Nhưng mà chúng ta không có sự quy hoạch cho tốt, bởi vì lên khán đài giảng có một số người nói không phải là Phật pháp. Nếu như diễn giảng hết thảy đều là Phật pháp mà nói thì cũng sẽ không khác gì việc phóng diệm khẩu, cũng có biểu diễn múa hát. Biểu diễn múa hát thì cũng là biểu diễn nội dung giáo học của Phật pháp, biểu diễn những câu chuyện về nhân quả báo ứng, làm thành kịch ngắn, có thể sẽ phát huy tác dụng giáo hóa rất sâu sắc. Vào thời xưa ở đất nước Trung Hoa, giáo dục không phát triển, không có trường học, đều là tư thục. Tư thục nhất định cần phải có những người giàu có mới có thể mời được thầy về dạy, mời thầy về nhà mình dạy cho các con em, thậm chí là cả con cháu trong họ hàng, bạn bè. Đây là một trường học nhỏ tư nhân. Thông thường học trò chừng 20-30 người, nhiều hơn 30 người thì rất ít, mười mấy người là nhiều nhất. Đây là quy mô rất nhỏ. Trường học của nhà nước thì một huyện chỉ có một cái, gọi là huyện học. Thật sự khi đó mà gọi là trường đại học. Đại học là quốc tử giám, cả nước chỉ có một cái. Giáo dục không phát triển, đất nước Trung Hoa rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, mà vì sao lại lương thiện như vậy? Vì sao mà lại hiểu lễ nghĩa đến như vậy? Hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Đạo lý là gì? Có một phương pháp giáo dục khác. Đó là gì? Là diễn kịch. Vì vậy người xưa ở Trung Quốc diễn kịch là giáo dục. Lễ Tết ở địa phương nhất định mời đoàn kịch đến biểu diễn. Lễ tế tổ tiên bái thần, trong các miếu thần có biểu diễn kịch, đều là giáo dục. Cho nên hầu hết người ở thôn quê đều hiểu được luân lý, đạo đức, đều là học từ những chỗ này. Tuồng Côn Sơn, kinh kịch, kịch tuồng địa phương, nội dung của nó không gì ngoài trung hiếu tiết nghĩa. Trong tiết mục biểu diễn đều là luân lý đạo đức, đều là giảng nói về nhân quả báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Một năm đại khái có thể xem được mười mấy vở kịch, họ đều học được là ở trong đó. Vì vậy đã nhờ vào cách giáo dục này, người lớn xem hiểu thì dạy cho trẻ con. Cho nên việc giải trí của người Trung Hoa xưa không phải thuần túy là giải trí, mà là có ý nghĩa giáo dục ở trong đó. Ngụ ý giáo dục mà giải trí, nó có ý nghĩa là như vậy. Người hiện tại đem những sự diễn xuất này gọi là thành biểu diễn văn nghệ. Tiêu chuẩn của việc biểu diễn văn nghệ từ xưa đến nay chính là tư vô tà, mà Khổng Lão Phu Tử đã nói ở trong Luận Ngữ. Bất luận là kịch tuồng, múa hát, âm nhạc, đều lấy điều này làm tiêu chuẩn, là tư vô tà. Hiện nay người ta đã không còn tin vào Khổng Lão Phu Tử nữa, cho nên hiện tại là chỉ sợ tư tưởng của bạn không đủ tà. Bạn hãy xem tất cả truyền hình, phim ảnh đều là đang dẫn dụ bạn, hy vọng bạn ngày một tà hơn, tà đến mức không thể tà hơn mà vẫn còn tà, vậy thì còn cách nào nữa chứ? Đây là nguồn gốc động loạn của xã hội. Chúng ta ngày nay trong cuộc sống gặp phải những khổ nạn lớn đến như vậy, nhân của nó nằm ở đâu thì bạn nên phải biết. Cho nên nếu như chúng ta ở trong xã hội hiện nay mà muốn trải qua cuộc sống bình lặng, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, thì phải xa rời những sự dụ hoặc này. Chúng tuy rằng đang dụ hoặc, chúng ta thì không xem là được. Cho nên ở trong nhà, hiện tại trong nhà có trẻ nhỏ, bạn cũng không thể bảo chúng đừng xem. Tốt nhất là không nên xem truyền hình. Hiện tại thì vẫn còn có một số thứ tích cực, những loại băng đĩa giáo dục phẩm chất rất tốt, nên mở chiếu những thứ này ở nhà. Đây là điều tích cực, đã qua sự kiểm duyệt của chính mình, như vậy thì được. Hầu hết tiết mục truyền hình, nhiều nhất là tin tức, kỳ thực tin tức hiện nay đều không thể xem. Vẫn là không biết thì tốt hơn. Mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, mỗi ngày thiên hạ đều vô sự, vẫn là sự lợi ích này. Báo chí không thể xem, tạp chí không nên xem, phát thanh truyền hình hết thảy đều không nên xem. Vì thế những thứ giải trí trong gia đình chính mình mới có thể chọn lựa. Hiện nay thì luân lý đạo đức tương đối ít, nhưng mà những thứ giới thiệu lịch sử, địa lý, những thứ về khoa học thường thức rất nhiều. Những thứ này thì bạn có thể xem. Cũng như trong hầu hết nhà sách đều có bán những loại băng đĩa này. Còn như phim bộ nhiều tập thì có thể chọn phim cổ trang của Trung Hoa. Cũng như tôi lần trước trong lần triển lãm sách đã xem thấy bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, thậm chí như bộ Tây Du Ký, Tôn Chính Hoàng Đế, đó đều là rất tốt, đều rất có ý nghĩa giáo dục ở bên trong. Những thứ này ở nhà bạn đều có thể xem, thay thế cho tiết mục truyền hình. Cái truyền hình này quyết định là có hại, đó là thứ độc hại, mầm độc hại. Ngày ngày xem nó thì từ từ sẽ nhiễm độc, sẽ rất là phiền phức.
Trúng độc này đến một mức độ nào đó sẽ không thể cứu chữa nổi, tính nghiêm trọng của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Cho nên đây là việc mà đồng tu học Phật cần phải nên lưu ý đến. Đài truyền hình Phật giáo thì hiện tại chúng ta xem được vẫn chỉ là có một đài. Cư sĩ Trần Thái Quỳnh ở Đài Loan đã làm ra đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, chuyên môn phát sóng những tiết mục giảng kinh của chúng ta, mỗi ngày 24 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Cái đài truyền hình này cũng không có quảng cáo, cũng không có xen tạp những thứ khác. Hình như là mỗi ngày có 5 tiết mục, chính là 5 bộ kinh cùng phát sóng. Thời gian phát sóng khác nhau, bạn muốn nghe bộ kinh nào, mỗi ngày vào thời gian cố định đều có thể nghe được. Nhưng mà ở Singapore thì bị hạn chế. Muốn nhận được sóng vệ tinh này thì phải lắp một cái anten. Ở Đại Lục thì gọi là anten chảo. Anten họ gọi là chảo, chảo lớn, chảo nhỏ, vì hình dạng của nó trông như một cái chảo vậy. Chính là phải lắp thêm một cái anten hình tròn như vậy. Đây là sự hạn chế ở Singapore, không thể nào lắp đặt tùy tiện. Ở Đại Lục cũng bị hạn chế. Hôm kia tôi gặp một số đồng tu Indonesia mời tôi đi ăn cơm. Ở bên đó người giảng kinh rất ít. Tôi liền hỏi họ, bên Indonesia có bị hạn chế hay không? Họ nói không bị hạn chế. Không bị hạn chế gì thì quá tốt rồi. Lắp một cái anten rồi định vị cho nó. Định vị cho nó chính là nó sẽ không thể thu tín hiệu khác. Tôi ở tại Úc Châu, chúng tôi đã lắp đặt hai cái anten lớn tại Tịnh Tông Học Viện, đã gắn hai cái rất là lớn. Định vị xong rồi thì nó không nhận được tần sóng khác, chỉ nhận được một tần sóng này thôi. Việc này chúng ta rất yên tâm, mở ra liền nghe giảng kinh. Tương lai chúng ta phải nghĩ đến có thể nào thêm vào một số tiết mục khác hay không. Nhưng mà ở bên ngoài mua những loại đĩa này dường như đều là có bản quyền. Có bản quyền vậy thì không có cách nào để lưu truyền được rồi. Chúng ta phải tự mình sản xuất ra. Cũng như lần trước, mấy năm trước đã dựng phim Liễu Phàm Tứ Huấn. Đây là các đồng tu Malaysia đã làm ra. Làm ra tổng cộng 2 đĩa. Ở Đại Lục thì làm ra đến 6 đĩa. Nội dung nhiều hơn một chút. Thì những thứ này chúng ta đều có thể phát sóng. Nghe nói hiện tại đang làm phim Du Tình Ý Công Gặp Táo Thần Ký. Bộ này cũng rất hay. Tôi đã khuyến khích họ đem những loại luân lý đạo đức của Trung Quốc, rồi dùng phương pháp chiếu nhiều tập để trình bày xem. Chúng ta tự sản xuất ra những thứ này hoàn toàn không bản quyền. Có thể hoan nghênh mọi người ấn tống, hoan nghênh mọi người mô phỏng theo. Những việc này chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Những điều này đều thuộc về chư Ba La Mật. Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch ra thành ý nghĩa là cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa chính là như vậy. Nếu như dịch ra từ trên văn tự thì ý nghĩa của nó là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn chính là tục ngữ của chúng ta nói là tới nơi tới chốn, nghĩa là công phu đã đạt tới nơi tới chốn. Ba La Mật chính là công phu đã tới nơi. Nó có thể ứng dụng ở trên tất cả các pháp. Cũng như bạn xào rau thì công phu xào rau của bạn đã hoàn mỹ rồi,
hàng số 1 rồi. Đó thì gọi là Ba La Mật. Vẽ tranh, vẽ tranh công phu hoàn mỹ rồi, đây cũng là Ba La Mật. Cái Ba La Mật này chính là hàng số 1, chính là cái ý nghĩa này. Viết chữ khi viết thư pháp được hay thì đó cũng là công phu hoàn mỹ. Cho nên ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian, cái nào mà bạn có được năng lực đặc thù thì đều gọi là Ba La Mật. Cho nên ở phía trước chữ Ba La Mật có thêm chữ chư vào. Chúng ta ngày nay phải giúp đỡ chính mình, phải giúp đỡ người khác, phải cho họ sự giáo dục của thánh hiền. Trẻ nhỏ có thể nghe kinh, có thể niệm Phật, vậy thì thiện căn sẽ vô cùng sâu dày. Đứa trẻ này phải chăm sóc cho tốt. Vì sao vậy? Vì có thể sẽ là người cứu vãn thế giới trong tương lai. Đây là thật chứ không phải là giả. Chúng ta dùng toàn tâm toàn lực bảo hộ nó, chăm sóc nó, bồi dưỡng cho nó. Thiện căn rất khó có được, không dễ chút nào. Ở đại lục gần đây cũng đã phát hiện ra không ít trẻ nhỏ. Tôi xem thấy thư của các đứa trẻ là thư viết bởi đứa trẻ lớp 1. Nó học Đệ Tử Quy, viết cho thầy của nó là một bức thư cảm ơn thầy mình. Nói rằng trước giờ ở nhà không biết hiếu thảo cha mẹ, không biết tôn kính bậc trưởng bối, hiện giờ học rồi mới hiểu chuyện, mới biết được hiếm có là những lời này do học trò lớp 1 viết ra. Rất khiến cho người khác cảm động. Từ đó cho thấy thiện căn không phải không có, không phải không nhiều, mà là không có người khởi phát. Nếu như lơ là, chúng ta không để ý để mà dẫn dắt chúng cho tốt, thì chúng sẽ bị xã hội làm ô nhiễm. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vì thì bản thân chúng ta đã không tận hết trách nhiệm, không thể trách con cái bất hiếu. Vì bạn đã không dạy chúng cho tốt, đã không dưỡng dục chúng cho tốt. Nếu dạy cho tốt thì tôi tin tưởng quả thật là sẽ có rất nhiều nhân tài. Ngày hôm qua hay là hôm kia, tôi nghe đồng tu bên này nói với tôi, lý luận quan niệm về giáo dục của Singapore cần phải thay đổi phương hướng. Đây là một tin tốt lành. Họ nói trong quá khứ sự giáo dục của Singapore đều xem trọng vào năng lực kỹ thuật, học trò đi học đều xem trọng điểm số, ra sức học tập, biết đọc sách mà không biết làm người. Hiện tại thì thay đổi phương hướng, phải lấy mục tiêu làm người là số một. Điểm số không được xem trọng nữa. Đây là sự cải cách tốt. Sự cải cách này thật vô cùng khó có được. Đích thật là bởi vì hiện tại những nhà khoa học họ không phải không thông minh, thật sự rất thông minh, nhưng không biết làm người. Những thứ về khoa học thì họ rất giỏi, còn những thứ về thế sự nhân sinh thì họ không biết gì. Đây là việc khiến chúng ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
mối quan hệ giữa con người với nhau. Vì vậy mà vĩnh viễn không xử lý tốt được, vợ chồng bất hòa, thường thường ly hôn. Đây là một hiện tượng rất bất thường. Chính là nói họ không hiểu chuyện. Họ tuy rằng học đến thạc sĩ tiến sĩ, về sự nghiệp thì cũng giỏi lắm, nhưng mà ở nhà không ra một gia đình, xử sự đối người tiếp vật họ không biết gì. Giữa con người với nhau không có tình người, không có ân nghĩa, không hiểu được thế nào là hiếu dưỡng, thế nào là tôn kính, họ đều không hiểu. Cho nên đây là sự thất bại triệt để của việc giáo dục đạo đức nhân văn. Chính phủ Singapore có thể ý thức được đến chỗ này, có thể xem như là tài đức sáng suốt của các lãnh đạo. Điều này rất đáng được tán thán. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến đây.